Nếu như đào tượng trưng cho sự trường thọ, thì biểu tượng quả lựu lại tượng trưng cho sự ấm no hạnh phúc. Vì thế mà từ ngàn xưa trong vườn nhà thường trồng thêm cây lựu làm cảnh. Ngày nay khi đất chật người đông, những cành lựu được làm từ vải lụa hay bằng nhựa để trang trí trong nhà phố với ý nghĩa tượng trưng cho sự đầy đủ may mắn tài lộc cho gia chủ. Vì vậy hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu cho mọi người cách cắm bình lựu một cách sang trọng và đơn giản nhé. Trên thị trường có rất nhiều loại cành lựu với chất liệu khác nhau, do đó các bạn chú ý. Thứ nhất, thân phải cứng cáp nhưng mềm dẻo, dễ uống nắng. Nhiều loại rất cứng, khó uống, khó tạo dáng, cầm cành lên cảm giác chắc tay, sờ vào chất liệu thấy dày dặn, không rời màu, ra bụi. Thứ hai, lá và quả to, xum xuê, màu sắc nét, cầm cả bó lên trang tay, cảm thấy thật, quả lựu cho một vài nét ố, đốm đốm trông giống quả thật. Mọi người lắc lắc các quả và đếm đủ số quả trên cành để kiểm tra không bị rụng. Trước khi bắt đầu cắm thì mọi người đổ cát vào khoảng nửa bình. Thứ nhất là để giữ được cố định cành cây và không bị lung lắc. Thứ hai là để cho bình khỏi bị trượt. Bạn nên chọn bình hoa có chiều cao vừa phải, có tông màu sáng nhẹ nhàng, chi tiết đơn giản để làm nổi bật lên những cành lựu với màu đỏ cam rực rỡ sẽ làm cho cả bình hoa trở nên sang trọng và đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm. Đầu tiên thì Hiếu sẽ cố định hai cành đào đông vào trước để khi cắm cành lựu vào thì có thể chủ động điều chỉnh xen kẽ như thế nào cho đẹp. Về cành đào đông thì mọi người nên chọn cành đào đông nhiều nhánh và có màu sắc cùng tông với loại cành lựu của mình nha. Sau khi cố định hai cành đào đông thì Hiếu sẽ chọn ra hai cành lựu cao nhất để cắm tiếp theo. Ở bước này Hiếu sẽ uốn hai nhánh lựu dưới cùng ra hai bên để tạo nên sự tự nhiên cho cành lựu hơn nha. Mọi người chú ý là cành lựu này phải cắm xéo về hướng bên tay phải nha. Hiếu cũng sẽ làm tương tự với cành lựu cao thứ hai, đó là cũng sẽ uốn ra hai nhánh lựu cuối cùng thành hai bên và cắm xéo về phía bên tay trái. Mọi người thấy không? Như vậy là Hiếu đã cắm hai cành lựu đối xứng ở hai bên và có hai nhánh lựu chĩa xuống dưới trông rất là tự nhiên đó. Và ba cành còn lại Hiếu sẽ chọn ra ba cành thấp hơn một tí xíu để không bị che khuất đi những quả lựu của hai cành cao trước nha. Với ba cành lựu thấp thì Hiếu sẽ cắm một cành ở giữa hai cành cao để cho không cảm giác bị trống ở giữa. Cành thứ hai thì Hiếu sẽ uốn nguyên cả cành cong về phía bên tay phải để tạo cảm giác là nó tự nhiên hơn nha. Cành còn lại thì Hiếu sẽ bẻ nguyên cong về phía bên tay trái. Tuy nhiên với cành này thì Hiếu có cảm giác là nó cao hơn so với hai cành còn lại. Nên Hiếu sẽ lấy ra và uốn cong ở dưới gốc của cành để cho nó được thấp hơn một tí xíu. Thấp như vậy là được rồi nè mọi người. Bây giờ Hiếu sẽ cắm vào và sau đó mình sẽ tự điều chỉnh sao cho uốn theo ý của mình nha. Sau khi hoàn thành xong các bước cơ bản thì Hiếu sẽ nhìn lại một lần nữa xem mình nên điều chỉnh ở những nhánh cành lựu nào sao cho vừa ý của mình, uống như thế nào thì mọi người theo sở thích của mọi người nha và theo cái thẩm mỹ của mọi người. Ở đây Hiếu sẽ chỉnh lại sao cho các quả lựu không bị cách ra quá xa với nhau và Hiếu sẽ uống những quả lựu này sao trông cho nó thật tự nhiên, nó rũ xuống, có quả thì nó sẽ hướng lên, còn có nhánh trên cao mình sẽ uống các cành sao cho nó uống lượng trông mềm mại hơn một tí xíu. Các bước đầu thì mình chỉ đi uốn ở những nhánh dưới cùng thì bây giờ mình sẽ đi điều chỉnh ở các nhánh lựu phía trên ngọn. Mình điều chỉnh làm sao mà nó uốn cong trông tự nhiên và giống thật nhất là được mọi người nha.
Nói chung quy lại là theo ý kiến riêng của Hiếu, cách cắm cơ bản và đẹp nhất của lựu là cắm xum xuê lựu từ 5 cành, mỗi cành tầm cỡ 6 quả trở lên, tỏa ra hai bên đối xứng để 4-5 quả lựu rủ xuống, các quả còn lại chỉa ra các hướng mang một ý nghĩa thu hút vượng khí trong phong thủy. Mọi người có thể xen kẽ các cành đào đông vào nữa để cho nhìn xum xuê hơn và đẹp hơn. Nếu như không gian của bạn rộng hơn và thoáng hơn thì Hiếu nghĩ nên làm một bình 10 cành. Như vậy thì nhìn bình hoa của mình sẽ trở nên đẹp hơn, đầy đặn hơn và xum xuê hơn. Vì là phòng khách của Hiếu cũng nhỏ nhắn thôi nên Hiếu chọn bình cắm tầm 5 cành. Mang tiếng là lựu giả nhưng ngay cả những người biết rõ về cây lựu thật cũng khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, bởi những cành lựu này là hàng chuẩn và sắc nét đến từng vết rám nắng, nhìn rất đẹp và cuốn hút. Mua 5 cành lựu giả và 2 cành đào đông thì mất khoảng 550.000 đồng. Ban đầu Hiếu có vẻ hơi sốt ruột, nhưng trang trí trong nhà để được lâu mà không bị biến đổi màu sắc. Nếu bị bụi thì Hiếu chỉ cần dùng chổi lông mềm hoặc là khăn vải mềm để lau là sẽ sạch bóng ngay. Căn phòng dù không có hoa tươi nhưng lúc nào cũng lung linh, tạo không khí vui vẻ, ấm áp và giúp thư thái hơn hẳn. Vậy là chỉ vài bước đơn giản thì Hiếu cũng đã nhanh chóng cắm xong bình lựu trang trí cho ngày Tết cổ truyền rồi. Những ngày đầu năm mới sẽ tuyệt vời hơn nếu có một bình lựu với hình dáng cành uống mềm mại, có quả rực rỡ với đủ màu sắc đẹp mắt. Không gian sống của gia đình bạn sẽ trở nên duyên dáng hơn, ấm áp hơn, mang nhiều tài lộc hơn trong năm mới. Cùng ngắm mẫu bình lựu mà Hiếu vừa cắm xong để làm đẹp cho ngôi nhà của mình nha. Hiếu sẽ đặt bình lựu ở nơi có nhiều ánh sáng nhất, đó là phòng khách, để những quả lựu đỏ cam sẽ trở nên đẹp, nổi bật hơn. Nếu mọi người thấy chia sẻ của Hiếu hay thì đừng quên nhấn nút subscribe, like và chia sẻ để ủng hộ Hiếu. Chúc mọi người có những mẫu bình lựu đẹp và sang trọng cho ngày Tết nha!